Hello Vương Moto, xin trân trọng giới thiệu cho anh em hai chiếc xe. Bên mình có hai chiếc xe Honda Rebel, một chiếc 250 và một chiếc 125 nha. Chiếc 250 này là nhập Mỹ, bản châu Âu, nắp tròn nha. Rồi 207, chiếc gần màn hình đây. Chiếc sau màn hình là một chiếc 125 JC26, xe nhập Nhật Bản nguyên chiếc nha. JC26 nha. Hai xe hải quan chính ngạch sang tên toàn quốc hết nha anh ơi. Anh nào có bằng A2 thì lấy một 250 nè. Xe zin chưa rớt đầu, chưa rớt má nha. Cái này là nắp tròn nha anh em, bản châu Âu nha. Nhập Mỹ bản châu Âu nha. Xe này xe zin hết nè, có vô tay vịn sao cho anh em dắt xe dễ nè. Màu sơn zin luôn nha. Còn ở bên đây là một chiếc 125 JC26, xe nhập Nhật Bản nguyên chiếc nha anh em. Tem zin còn nguyên si nha, tem đáp rồi còn hết nha. Nắp zin nha, nắp nội zin chưa mài, chưa tút gì hết. Đậu nội còn zin luôn. Cầm niềng theo xe đầy đủ hết. Cái này thì bạn A1 thôi. Cái này A1 là chạy được rồi, 125. Hai xe hải quan chính ngạch xuất gốc sang tên toàn quốc nha anh em. Đầy đủ đồ cho anh em luôn nha. Xe này nó có cái tem nhôm nha, 125 này là tem nhôm nha. Tại vì JC26 đúng đời nhập Nhật Bản nha. Đó, JC26. Còn ở đây 250 MC một. Đây, tem nhôm này, xe những xe nhập là có tem này hết nha. Cái này là 250 nha. Xe này có trang bị thêm đèn led phía trước cho anh em luôn. Cầm liền theo xe, bô theo xe nha. Rồi anh em nào thích chiếc nào thì alo điện thoại chốt giá cho mình nha. Số điện thoại mình là 0906859709, hoặc kết bạn Zalo với mình để mình gửi hình chi tiết nha cho anh em ở xa. Rồi Vương Moto cảm ơn mấy anh em đã xem video nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký để theo dõi những video sau. Rồi Vương Moto trân trọng chào mấy anh em nha.